Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ khi một bị cáo được xác định có bệnh lý tâm thần đã thực hiện trót lọt đến 3 vụ lừa đảo ngoạn mục, chiếm đoạt số tiền khủng của 3 bị hại để tiêu xài cá nhân. Và liên quan đến những vụ việc gây chấn động này, vào chiều ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 700 triệu đồng cho 3 nạn nhân. Theo cáo trạng, khoảng tháng 5 năm 2019, Vũ cùng bạn gái đến thuê nhà tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để ở. Căn nhà Vũ thuê và căn bên cạnh do ông Nguyễn Dương Long Châu đứng tên đều cùng một thửa đất. Sau đó, anh TDJ thấy trao bán thửa đất của hai căn nhà trên nên trao đổi và hẹn gặp được Vũ. Lúc này, Vũ xưng là ông Châu và thống nhất giá bán 500 triệu đồng cho anh Dê. Cuối tháng 5 năm 2019, Vũ dùng hai giấy chứng minh nhân dân của vợ chồng ông Châu dán ảnh Vũ và bạn gái đến một văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho anh Dê để anh này đưa tiền cho Vũ. Sau đó, Vũ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc và giao cả căn nhà đang thuê cho anh Dê. Một tuần sau đó, anh Dê cho người đến căn nhà Vũ thuê để sửa nhà thì bị chủ nhà ngăn cản. Hai bên đến công an giải quyết, lúc này anh Dê mới biết nhà và đất không phải của Vũ. Còn Vũ lấy được tiền thì trốn khỏi địa phương. Đến tháng 11 năm 2019, Vũ mượn xe máy của một người bạn. Người bạn chờ mãi không thấy Vũ về, nên gọi điện thì Vũ báo bị tai nạn xe, xe đang sửa, hứa sáng hôm sau mang trả. Tuy nhiên, đến nay, bị hại vẫn không biết chiếc xe hiện ở đâu. Tháng 12 năm 2019, Vũ thuê xe tự lái của công ty dịch vụ 3 ngày với giá 1 triệu 800 ngàn đồng, hết hạn thuê. Phía công ty yêu cầu Vũ trả xe đúng theo hợp đồng, thì Vũ nói đã giao xe cho bạn tên Thạch, không rõ lai lịch. Thêm 10 ngày sau đó, công ty du lịch phát hiện xe đã bị cắt định vị. Theo định vị, chiếc xe ô tô có giá trị 497 triệu 600 ngàn đồng, xe máy trị giá 39 triệu 150 ngàn đồng. Tổng cộng số tiền Vũ đã chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Vũ khai do thời điểm tháng 10 năm 2019, bị các đối tượng la mặt ở thành phố Hồ Chí Minh chém gây thương tích, ảnh hưởng đến não nên lúc nhớ lúc không. Đồng thời, bị cáo cũng không nhớ vì sao có được giấy tờ của ông Châu. Còn theo ông Châu khai nhận, gia đình ông bị trộm lấy mất giấy tờ vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2019. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi phạm tội và hiện tại, Vũ có bệnh lý tâm thần, cụ thể là rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định và hội chứng quên thực tổn không giao trụ và các chất tác động tâm thần khác. Hiện tại, Vũ hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng vẫn có năng lực trách nhiệm hình sự.